Tại kinh đô điện ảnh Hollywood, các nhà làm phim từ lâu đã bày tỏ sự yêu thích đối với loài chó khi cho ra đời nhiều tác phẩm về loài động vật này. To Dance with the Wild Dog 1993, khiêu vũ cùng chú chó trắng, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1990. Câu chuyện kể về sự xuất hiện của một chú chó trắng đã giúp người đàn ông già vừa mất đi người vợ yêu quý dần nguôi ngoai vết thương lòng. Một bộ phim khác là F Below 2016, tạm dịch âm 8 độ, là bộ phim cảm động về 8 chú chó kéo xe, đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tồn tại ở vùng Nam Cực lạnh giá, khi các nhà thám hiểm buộc phải bỏ lại chúng ở trạm nghiên cứu Nam Cực khi bão đến. Bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện có thật gây cảm động trên toàn thế giới, và sau đó đã được Nhật Bản dựng lại thành phim truyền hình dài tập Nankyoku Tairuku, Châu Nam Cực vào năm 2011. Nhật Bản cũng là quốc gia đã sản xuất nhiều bộ phim về loài chó, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là bộ phim Chú chó Hachiko. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về chú chó Hachiko trung thành, ngày ngày ra ga tàu chờ chủ đi làm về, và thậm chí còn tiếp tục công việc này trong suốt 10 năm sau khi ông chủ đã qua đời. Bộ phim đầu tiên về câu chuyện này được sản xuất từ năm 1987 đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả, và sau đó đã được điện ảnh Mỹ làm lại vào năm 2009. Người dân Nhật Bản rất yêu quý Hachiko và thậm chí còn dựng tượng chú chó này ở ga Odate, thành phố Tokyo, và một bức tượng khác trước cổng bảo tàng chó Akita ở tỉnh Akita, quê hương của loài chó trung thành này. Bên cạnh đó, điện ảnh Sứ Hoa Anh Đào cũng có nhiều bộ phim khác về các chú chó trung thành. Quail 2004 là bộ phim kể về cuộc đời của chú chó Quail, được huấn luyện để trở thành chó dẫn đường cho người khiếm thị. Sự xuất hiện của Quail đã khiến cho cuộc sống của Mitsuri Watanabe, một người đàn ông trung niên khiếm thị hay buồn phiền, cáu gắt, trở nên tươi sáng hơn. Điện ảnh Hàn Quốc cũng ưu ái cho loài chó nhiều đất diễn trong các bộ phim cảm động lòng người. Một trong số đó là Hot Is 2016, My Own Eye, tạm dịch Chú chó trái tim. Bộ phim kể về cậu bé Chan Yi 11 tuổi tự mình chăm sóc cô em gái nhỏ So Yi sau khi người mẹ biến mất. Hai anh em đã vượt qua nghịch cảnh và sống vui vẻ cùng với chú chó My Own, có nghĩa là trái tim, cho đến khi cô em gái So Yi bất ngờ bị tai nạn và cậu bé Chan Yi quyết định tới Busan tìm mẹ. Trên đường đi, chú chó Maeum với lòng trung thành và trí thông minh đã hy sinh thân mình để cứu cậu chủ Chan Yi khỏi bọn buôn người. Bộ phim đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả yêu thích điện ảnh xứ Kim Chi.